Hôm nay chị Hiền này, chị sinh năm mấy ấy? Tầm 6. Tầm 6 à? Tầm 6 còn ít tuổi hơn anh đấy. Tầm 6 tuổi hộ này sướng. Tuổi dần đúng không? Tuổi dần em là nghe câu là tuổi dần thì không mần cũng có. Thế làm thế là làm sao mà đủ sống được cả bốn cha con mẹ con? Thì có nhiều ăn nhiều. Hả? Bạn đừng đừng từng từng nào ăn từng đấy. Ngày nhiều nhất được mấy tiền? Thì khi mà mua được máy thì cỡ tầm 7-8 nghìn, còn bất khi mấy thì đủ trời. Đủ rau về lấy có khi thì 70-80. Có khi nào mà ấy? Kính thưa quý vị, hôm nay thì Khánh đang có mặt ở thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, là một cái khu vực miền núi. Và quý vị, chúng ta nhìn thấy cái con đường ở đây rất là dốc như thế này là chúng ta cũng hình dung được rồi. Thì khi mà đi lên đây để có một cái số công việc, đồng thời thì cũng có một số khách hàng hiện nay đang hợp tác cùng với Khánh để phân phối cái sản phẩm hàng Nhật ở trên đây đấy. Thì Khánh đang ở lại Đồng Lê, nghỉ ở đây một ngày. Thì biết đến một cái hoàn cảnh rất là tội nghiệp và trước ông kính của chúng ta đây. Thì cái hoàn cảnh này cụ thể như thế nào ở đây thì em mời chị hả? Chị Huyền Anh đúng không? Dạ dạ dạ. Ở đây quý vị, đây là chị Huyền Anh, là chủ một cái nhà nghỉ, một khách sạn cũng rất là đẹp và rất là sạch sẽ ở đây. Thì Khánh ở lại chỗ khách sạn nhà chị để nghỉ ngơi một chút. Thì được nghe chị Huyền Anh kể là có một cái hoàn cảnh ở đây, mặc dù ở ngay chỗ thị trấn Đồng Lê, tuy nhiên thì lại xuất hiện một cái hoàn cảnh cũng rất là tội nghiệp. Thì cụ thể như nào thì bây giờ chị Huyền Anh có thể là chia sẻ cho quý khán giả một chút về cái câu chuyện này một tí được trước khi mà chúng ta vào chị nhỉ? Em xin chào khán giả. Dạ. Vâng. Về với trường hợp này thì ở thị trấn không được hưởng cái chế độ gì cả, nhưng dạ, hoàn cảnh là dạ, một mẹ mà nuôi cả trong thì mua về hai đứa con nhỏ. Vâng. Thì em cũng có nhiều thì thường xuyên em hay mua quần áo cho họ với là chỗ đối trắm thì gặp Khánh Huy đấy thì em cũng xin nhờ Khánh Huy lại xem đi hỗ trợ cho gia đình họ một tí. Dạ. Yeah. Nhưng mà cụ thể thì chị có thể là kể cho mọi người nghe một chút là cái hoàn cảnh này là cụ nó thể khó khăn là như thế nào. Gia đình trước đấy là nhà này là không phải nhà của vợ chồng của anh Long, mà nhà này là nhà của bố mẹ, do bố mẹ để lại nhường cho rồi là ở. Mà hiện giờ là chồng thì mù, mà vợ thì bán rau, mà cũng phải là có út bán rau mà bán thằng đường á. Dạ. Ra con nuôi hai đứa con, một trong thấy hoàn cảnh quá khổ. Dạ. Dạ. Cơm thì cũng đủ mà ăn. Ui dồi ôi. Mà còn bây giờ áo quần thì cứ thẳng chôm thằng xóm họ chó rồi chó đô cổ mặc rồi đó. Vâng. Thì ngày qua thấy lành mà mặc quần đùi thương quá thì dạ, chị cũng có ra mua hai cái áo ấm cho mặc, là mặc quần đùi mà lại mặc áo ấm thương lắm. Quần đùi mặc áo ấm thì chị mới nói đi để ba bữa đi để ra xem thì mua cho hẳn đứa cái quần này đến mặc tịt. À. Tức là cũng vì gần nhà mình đây gần cho nên nhà, là nên cho nên là chị cũng hay qua thăm hỏi đúng không? Chị hay qua thăm hỏi mà cũng mình cũng vật chất cũng có thì mình chỉ có chỗ một ít của ít lắm nhiều rồi đó. Vâng vâng vâng. Qua đôi lời chia sẻ chỗ chị Huyền Anh thì chúng ta cũng một phần nào đó hình dung được sơ sơ về cái câu chuyện của gia đình này rồi. Thì bây giờ thì Khánh sẽ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng với Khánh cùng với chị Huyền Anh ta sẽ đi vào phía trong một tí chị hả? Xem là anh bị mù như thế nào và cái cuộc sống của gia đình khó khăn là làm sao khi mà chồng thì mù, vợ thì một mình phải gồng gánh đi bán từng bó rau để kiếm từng đồng bạc lẻ về để nuôi cả ba cha con chị nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ đi vào. Ở nhà đấy là nhà bố mẹ để lại. Tức là cái căn nhà này là bao giờ làm được nhà ở đâu? Căn nhà là ông bà để lại chứ hả? Nhìn cái căn nhà thì cũng tầm tầm đúng không? Cũng được đúng không? Cũng lắm à? Đi nhà. Em chào anh. Dạ chào anh. Dạ. Em chứng thấy gì hết. Dạ. Không thấy. Anh không thấy á? Dạ không thấy ai mà hồi vậy. Dạ dạ. Đấy là anh gì á? Em Khánh. Em Khánh. Dạ. Em đi làm từ thiện dưới á, bố nghỉ ở nhà nghỉ của chị á. Dạ. Thì chị thấy thương em đi ngay qua có mua đồ cho thằng cú hàng cú rồi đi chị nói có đi. Chị xin nhà em mấy bộ đồ á, với là mời hồi mời vợ chồng xuống đấy nè. Vâng. Dạ. 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 Anh là anh Long hả? Dạ. Dạ.
Thế mắt mũi của anh làm sao mà nghe chỗ chị Huyền Anh bảo là mắt của anh bị mù? Bị mù là bị tiểu đường hơn biến chứng chứ hơn mù. À, bị tiểu đường biến chứng dẫn đến mù mắt hả? Dạ. Dạ. Mù mắt. Vâng, tôi nghiệp hả? Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi anh Long? Dạ, năm nay 44 tuổi, 46 tuổi rồi. Ôi dồi, 46 tuổi mà sao mà mắt thì mù, thì răng thì dạ. Rụng hết như này rồi thì làm sao? Răng rụng lâu rồi, rụng 3 năm rồi. Ôi dồi, răng rụng 3 năm rồi? Dạ, 3 năm hơn 3 năm. Bây giờ rụng mấy cái rồi? Như rụng trên này hết rồi này. Ôi dồi, thử cười em bao nhiêu, Ồ hồi, hàm trên là rụng hết à? Hàm trên rụng rồi, hết rồi. Còn hai cái bên nữa, còn hai cái hai bên nữa. Ôi dồi ôi, tội nghiệp anh Long thế. Chịu ý chứng, ăn rồi ngân khổ hắn. Ờ. Mặt thì không thấy đường nữa mà. Chứ bây giờ vợ con đi đâu cả rồi? Dạ, vợ đi bố mới đi ngoài chợ. Vợ đi chợ à? Dạ. Vợ làm đi chợ là bán cái gì ngoài chợ? Dạ, đi bán rau. Bán rau á? Dạ. Mở cửa hàng to không? Dạ, mua bán đi chợ bên Thúy rồi bán, mua rồi bán lại đi chợ đó. Mua rồi bán lại đi chợ á? Dạ. Ôi giời. Thế rồi một ngày có kiếm được 100.000 không? Mua mình chỉ có được 100.000 kìa. Ôi, được 100.000 hả? Dạ. Ôi giời, một ngày được 100.000 thôi à? Có khi không đến nữa đấy. Nuôi cả ba cha con? Dạ, nuôi ba cha con. Ừ. Thế bây giờ anh mắt mũi mờ này là gì? Chịu rồi. Có làm được việc gì trong nhà không? Cô đi dạy đường mà làm chi? Ô, không đi thấy đường làm sao ra ngồi đây được đấy? Dạ, đi nhà là quen. Ờ. Lấy cửa đấy, ra được đấy, ngồi đấy nè. Ừ. Rồi là nói chúng là đi là đồ diện á. Rồi cho không làm gì. Ờ. Tức là bây giờ là tối hẳn luôn rồi hả? Dạ. Không nhìn thấy một tí gì nữa? Không thể nhìn thấy gì nữa. Tức là trước mặt của mình bây giờ là bóng đen hết rồi? Dạ. Ôi giời. Bữa... Em giới thiệu anh một chút, em tên là Khánh. Dạ. Em đang làm cái công tác xã hội đấy. Hôm nay đi qua đây thì nghe chỗ chị Huyền Anh đấy, làng xóm nhà anh đây. Dạ. Kể câu chuyện nhà anh thì em đến em thăm hỏi một chút. Dạ. Dạ. Biết đâu có thể là chia sẻ cho cộng đồng phần nào đó là động viên anh. Dạ. Vâng. Bây giờ bác Long dẫn em vào tham quan nhà anh một tí nữa. Dạ. Đứng như vậy dẫn em vào nhà tham quan nhà anh tí nữa. Dạ. Vâng. À, để anh đi. Vâng. Dạ, đi mẹ hả? Nhà bây giờ là đi hướng nào? Dạ, đấy, đi vô đấy, vô đến cửa đấy. Thế nhà này anh xây lâu chưa? Dạ, cái ông nội xây. Ờ, tôi là bố của anh á? Dạ, ông nội xây, ông nội đã ngoài bà Tâm ở rồi. Bà Tâm là chị gái à? Anh trai. À, anh trai hả? Đã ngoài, hai anh ở ngoài á. À, tức là ra đó ở với anh chị ngoài đó. Dạ. Thế nhường cái căn nhà này lại cho vợ chồng anh. Dạ, vừa nhân cho vợ chồng em từ khi em mặt rưng sáng đấy. À, tức là bác là chính thức là mù được mấy thời gian rồi? Dạ, 2 năm rồi. Mù 2 năm rồi? Dạ, mơ thì 3 năm. Mơ 3 năm, còn mù hẳn là 2 năm? Mù 2 năm rồi. Thế trước đây mà chưa mù thì làm công việc gì? Dạ, thì cũng đi rừng, đi rủ, đi cày, đi bừa nữa. À, thế rồi dạ. Trước khi mù rồi có để lại... tiết kiệm tích lũy được đôi cây vàng không? Hả? Có làm bữa đủ ăn trong ngày. Hả? Làm ở đấy thì có chỉ mà mấy vàng ấy. Ờ thế à? Đủ ăn trong ngày là mày lắm nha. Ôi giời. Em thấy mấy người ta đi trồng, người ta đi rừng, người ta kiếm nhiều trồng nhiều tiền lắm à. À mua. Em đi mấy đi lá nó mò bữa nó khỏe rưng nữa đó. Vâng. Dạ. Rồi, thế bác ơi, dẫn em đi vào tham quan căn nhà anh một tí nữa. Dạ. Chị gọi có chị vợ về không? Dạ. Không. Dạ anh dẫn đi, anh dẫn em đi vào nhà anh đi. Dạ. Chứ... Nó, anh dẫn đi. Sao không dùng gầy à? Dạ, cái gầy bấm cú thằng em bỏ múa. À đây à? Sản múa đó. Ồ. Tí là như quen đấy. À, tí là quen rồi hả? Dạ, đây vô đây thì quen này. À, quen rồi hả? Là biết phòng M1 rồi hả? Dạ. Đây là phòng chi đấy? Dạ. Đây là hiện tại đang đứng ở phòng, đây là phòng chi đấy? Dạ, đây học của thằng em, thằng anh. Thằng cu hả? Dạ. Ôi dồi ôi, thằng cu học cái gì mà sao mà nhiều huân huy chương thế? Dạ, cái hồi em lưng mặt ứng sáng cho đi học vò lên. À, hồi mắt anh sáng là cho con anh học võ á? Dạ. Thế anh Long là được mấy người con? Dạ được 2.
Được hai đứa ha? Dạ. Con trai hay con gái? Hai đứa con trai. À, hai đứa con trai ha? Dạ, một đứa lớp 8, một đứa lớp lớp 5 rồi. Ồ, một đứa lớp 8, một đứa lớp 5. Thế là đây là cái chỗ đây là cái góc học tập của các cháu đấy. Dạ. À. Đây là cái bếp, nhà bếp mồi hôi, quên tháo xây cái bếp tháo nữa. À, hai đứa học hai nơi khác nhau đấy ha? Dạ. Hai đứa mình phải chỗ học hai nơi, một chỗ cũng học được. Đứa lớp 8, đứa lớp 5. Dạ. Dạ. Yeah. Chứ bây giờ thì bác mù lóa này rồi thì một mình vợ đi làm thế rồi có đủ để trang trải cuộc sống không? Dạ không ạ, cùng cùng cũng đủ. Bây giờ mình ăn? Dạ thì được đến mỗi hai rồi chứ em biết mà ăn ấy. Thật nhọc à? Dạ. Chứ bây giờ mình thì bị mù lóa này rồi. Dạ. Không em làm được gì? Em mù rồi nên còn bệnh tiểu đường nữa anh ạ. À. Đi viện ruột. Đi viện mà bố viện nó Huế đây. Ờ à, được à? Dạ. Thế mỗi lần đi đây lấy tiền đâu? Ờ, họ đóng góp họ chó. Xóm ở đây đóng góp á? Dạ, họ không anh em của anh em họ trung họ á. À, tức là anh em nhà dạ. mình đấy. Dạ. Anh em họ hàng nhà mình đóng góp cho đấy. Dạ, rồi làng xóm họ chó nữa. Ừ. Chỗ tôi họ chó nữa. Vâng. Dạ. Ôi giờ tội nghiệp thế nào, dẫn em đi tham quan tí căn nhà anh này. Dạ. Đằng sau này là cái gì đấy? Dạ, đến sau này bếp. Sau này bếp à? Dạ. Anh có từ nào đi nào? Đi mà về vô nhà nha. Đây đằng sau này là bếp đấy ha. Dạ. Ừ. Sau này là bếp đấy. Dạ. Thì cũng trống trống cũng không có gì hả? Dạ. Ủa, đang cả nấu cả có cái bếp củi đằng sau này nữa à? Dạ, bếp củi sao á? Ôi. Có cả bếp củi, có cả bếp ga nhưng mà cũng nấu thêm bếp củi để đỡ tốn ga ha. Dạ, bếp hơi ga kiểu dầu ít chứ còn củi đấy. Cách đây 30 cây số anh Long này. Dạ. Lên trên Tân Ấp ấy. Đó là có một anh tên là anh Lịch. Anh nó cũng bị mù mắt. Dạ. Mà bây giờ anh nó vẫn nấu riều được, rồi vẫn chăn nuôi được, nuôi vịt, nuôi gà được. Thì giỏi thế. Dạ em mới đấu vậy. Trên mười đấu. Ừ. Dạ, mười đấu đi vì mà em nhiều bệnh quá. Nhiều bệnh quá hả? Dạ. Vâng. Chứ nào. Cứ năm là đấu ruột đi vì bị tím rồi đấy. Tím. Vâng, vâng. Gán chứ đó, thần chứ đó, đây hiểu. Dạ, dạ, dạ. Chứ là hai chân thì cạnh múc. Hai chân hả? Dạ. Rồi, đi ra ngoài đi anh. Dạ. Đi ra ngoài đi. Chứ anh là cũng măn để đường được biết đường để đi đấy chứ. Dạ, biết cái nhà mình thì biết cái đường. À, nhà mình là vì là ở lâu rồi quen rồi đúng không? Dạ. Bây giờ. Đây là. Bây giờ không làm được việc gì rồi là mắt thì mù như này, bất lực anh nhỉ? Dạ. Buồn lắm không? Buồn quá. Hả? Dạ buồn lắm ấy ạ. Buồn lắm á? Dạ. Cái mỗi ngày thì làm gì để cho nó thời gian nó trôi qua? Dạ thì cứ ăn rồi nằm rồi biết làm gì? Hả? Dạ, cứ ăn nằm rửa chứ không làm gì hết. Ờ, ăn nằm rửa chứ không làm gì hết á. Dạ. Hay là anh có chơi được đàn guitar không? Dạ không. Tưởng là sắm một cái đàn guitar xong rồi lua mua loa kẹo kéo nữa là ngồi bán đánh đàn hát rồi là bán kẹo kéo, bán kèo, bán linh tinh ngoài chờ chắc là vẫn kiếm được đồng bạc đấy. Dạ, thì à. Em chịu em đi đàn được. Không đánh đàn đâu hát được không? Dạ không. Ờ, rồi đi tiếp ra phòng ngủ của anh đâu? Dạ, phòng ngủ em đấy. Phòng ngủ anh đằng sau đấy hả? Đấy, trong đó. Đâu? Dạ. Đâu? Đấy, phòng đấy. À, đi. Dạ, chỗ đi anh. Phòng ngủ đấy hả? Dạ. À, tức là phòng ngủ trong này hả? Dạ. Ngủ với ai? Dạ, ngủ với vợ. À, vẫn ngủ với vợ bình thường chứ? Dạ, nhưng ngủ với vợ chứ. Ừ. Dạ, tưởng là ngủ một mình. Ừ. Dạ. Rồi, ok. Thế là ngoài này là phòng khách à? Dạ, đấy là phòng của thằng em, thằng anh. À, hai đứa con hả? Dạ. Vẫn là phòng khách ở đâu? Dạ, đấy, chúng đây đấy. Phòng khách trong mà không thấy bàn ghế salon, sofa gì cả? Dạ, rồi cái bàn rính ra ngoài này đó anh. À, cái bàn rính ra ngoài đó đấy hả? Dạ. Ờ, à, phòng khách cái tivi siêu phẳng đấy hả? Dạ, đấy mê ngoài này, mê ngoài chờ, mê cho cái này đó. Mê ngoài chờ cho cái tivi, ủa trong nhà anh đẩy ra thì anh lắm tivi thế, bác Diễn đấy. Bác có một cái tivi đây này. Xong rồi đằng bàn này cũng chơi một cái tivi đây nữa, lắm tivi thế. Đâu nữa, cái này hứa rồi. À, cái này hỏng đấy. Dạ. Ờ. À. Cái này mì mì mới chơi cho. Ừ, cái đó là mì mà chơi cho. Dạ.
Thế là cái nhà này là ông bà nội để lại cho đấy. Dạ. Ờ. Ông bà nội thấy có cái được ra ngoài được 6 năm rồi. Dạ. Buồn anh hả? Dạ. Bây giờ mắt mũi không nhìn thấy, là trong người thì bệnh tật nữa, ông làm chi được ra tiền, buồn hả? Dạ. Cũng làm tiền mà cũng phải đương với hết. Anh đi học đấm tập quất đi. Xong rồi xin vào cái tiệm massage tập quất người mù ở ngay chỗ thị trấn Đồng Lê này. Một ngày anh làm một đôi khách là kiếm cũng được 70-80-100 nghìn rồi. Phù thêm, thứ nhất là vui anh ạ. Thứ hai nữa là mình kiếm thêm đồng bạc. Em chứ người yếu quá nhá. Yếu quá? Dạ. Em thì bệnh chân yếu quá. À, tức là cái bệnh tiểu đường á. Dạ, bệnh vừa em tím gan chứ trong người là bị hết rồi. Ôi giời ơi, khổ thế chứ này. Tím cái gan. Ăn uống thì là giờ tiểu đường ăn uống cũng phải kiêng khe nhiều đúng không? Dạ. Không ăn uống gì được. Thấy mặt của bác xanh xanh sao vàng vọt này này. Chân gì anh ơi, cậy múc đi. Ờ. Đen chân, múc chân. Đi. À, ôi giời ơi, chân nó đau đâu, chân đè con không? Đem chân như chân sưng đè nó móp vào thế à? Dạ. Rồi sao mà ngón cái bị hoại tử hay sao đấy? Dạ. Bị ở hai ngón ấy bị đấy. Ôi giời. Tiểu đường này là bây giờ nó khó lành vết thương lắm. Dạ. Tội nghiệp hả? Tội nghiệp bác quá. Thôi được rồi, đi ra ngoài này trò chuyện chút đi. Dạ. Từ đi được không? Để cho anh từ đi được không? Dạ. À. Quét đấy. Quét. Đây là ai đấy? Ôi giời ơi, bác thì ngày xưa cũng giỏi tán gái hả? Anh Long hả? Dạ. Ngày xưa ngày xưa anh cũng giỏi tán gái hả? Em vừa tan rồi em. Hả? À? Em chưa tan hạt rồi em rồi. Ngày xưa đây là chị, đây là vợ của anh Long á? Dạ. Nó hai vợ chồng ngồi sát nhau tí cho nó tình cùng. Ôi giời, chị tên là chị? Dạ, Tiến Hiền. Tiến Hiền á? Ôi giời, chồng tên Long, ngừa vờ thì tên là Hiền. Tên đẹp, Long là rồng ấy. À, hiền hòa, dễ thương. Anh Long ngày xưa giỏi đấy. Bác ngày xưa tán gái giỏi đấy, lấy được vợ đẹp. Ừ. Nhưng mà bây giờ bệnh tật mở mắt như này, buồn anh Long nhỉ? Dạ, buồn đúng. Em cái trong nhà, trong năm một trần lâu rồi bắt đầu ra ngồi đấy ạ. Ừ. Ngồi đấy rồi là bắt đầu là ký mô tính là vô nhà nằm nữa. Bây giờ em hỏi thật anh Long này. Dạ. Bây giờ chị thì đang đi ra ngoài, không biết là đi ra sau bếp làm gì rồi đấy. Dạ. Đây chỉ có mình anh em mình thôi, em hỏi thật là đôi khi anh bị đau này, mắt mờ này, chị có hay hát hụi anh không? Có khi nào mà nói anh nặng lời không? Dạ không. Ừ. Dạ. Thiệt không? Cũng có khi hát hụi không? Ừ. Vẫn yêu thương anh chứ? Dạ, vẫn yêu thương thì không có nói. Tuyệt vời, là... tuyệt vời quá. Bởi vì là có một số người đấy, có một số gia đình là khi mà chồng lâm bệnh ấy, dạ, là bắt đầu là vợ có những cái thái độ là coi thường, là hát hụi chồng. Nhưng mà anh được vợ yêu thương rồi là gọi là chăm sóc anh như thế là quá tuyệt vời đấy anh Long ạ. Dạ, em cùng máy rồi anh ạ, cùng máy vừa biết thương chồng chứ không em thì chị thì buồn hả? Chị thì buồn, bi quan, đôi khi muốn ra đi luôn anh hả? Dạ. Ừ. Kiểu người mà cứ sống đi chỗ này chỗ khác rồi là làm việc đi việc khác rồi mà chứ cứ ăn nó ngồi một chỗ là em chán chịu được. Ừ. Buồn hả? Yeah. Ừ. Thôi được rồi, em rất là hiểu với cái nỗi lòng của bác. Bác ạ. Yeah. Thôi bây giờ này này. Con người chúng ta có số cả anh Long ạ. Dạ. Yeah. Dạ, yeah. Mình thì bây giờ thì cuộc sống thì người ta bảo là sinh lão bệnh tử. Yeah. Thì rồi một lúc nào đó thì anh em chúng ta cũng phải trở về với cát bụi thôi. Đấy, cho nên là mình cứ lạc quan lên anh nhá. Yeah. Đừng có suy nghĩ nhiều nữa, buồn. Yeah. Đó, để mà lạc quan lên để có được cái tinh thần tốt, để còn động viên vợ. Để vợ còn có được cái mạnh mẽ để mà kiếm tiền rồi còn nuôi các con nữa. Yeah. Anh cũng là cái nguồn động viên cho hai đứa nhỏ nó ăn học nữa. Yeah. Nhá. Yeah. Chứ còn nếu mà bây giờ cứ bi quan, cứ rầu rĩ rồi nó sẽ làm cho cái không khí trong gia đình nó nặng nề lên nhá. Yeah. Ừ. Đấy, thôi bây giờ chị vào đây rồi để em trò chuyện với chị một tí. Dạ, dạ. Em chào chị Hiền. Dạ, chị Hiền là bây giờ làm công việc gì? Dạ, đi buôn bán rau ria. Ôi dồi ôi, buôn bán rau ria mà sao mà nhìn mặt mũi sáng sủa giống như là người làm kinh doanh siêu thị thế. Dạ. Hả? Bán cái gì?
Dạ, đi ra chờ đi mua rau của họ rồi bán lại rồi đó. Bán rau á? Dạ, đi tìm mua sao rau mà của bán dân. Rau mà nhìn có vẻ, nhìn thần sắc có vẻ nhìn tươi, nhìn sáng như kiểu người kinh doanh mỹ phẩm thế hả? Nhìn như này thì ai bảo là bán rau ngoài chợ, cái này là phải là bán là gọi là hàng siêu thị đấy chứ này. Một ngày thu nhập được nhiều không chị hiền? Ngày 500 thì không? 7-80 có khi hơn Nhỉ? trăm. Sao lúc nãy nghe anh Long bảo là chị kiếm một ngày cũng phải được 3 đến 500? Không có, bởi vì không có út. Không có út à? Ngồi chợ dân bản. Ừ. Thế làm thế là làm sao mà đủ sống được cả bốn cha con mẹ con? Thì có nhiều ăn nhiều. Hả? Bạn đứng đứng từng từng nào ăn từng đấy. Rồi ơi, khổ thế cho này. Ngày nhiều nhất được mấy tiền? Thì khi mà mua được máy thì cỡ tầm 7-8 nghìn. Còn khi mấy thì đủ trời. Đủ rau về lấy cầu kỹ thì 70-80. Có khi nào mà ế không? Dạ có chứ. Đi buôn có khi có ế chứ. Ừ. Thế rồi làm sao để là cuộc sống của ba cha bốn cha con mẹ con như thế thì chật vật lắm không? Dạ vẫn có chứ. Thế bây giờ cái giải pháp là làm thế nào đấy? Chồng thì bây giờ sức khỏe ngày càng yếu, các con thì ngày càng lớn, chi tiêu trong cuộc sống ngày càng nhiều, và bây giờ phải làm sao? Nếu mình bán được từng nào thì ăn từng nấy, còn mà khi mà đau đi viện thì có mấy bạc lo. Mấy bạc lo hả? Dạ. Mấy bạc kinh tế khá giả không? Dạ, ổn định thôi chứ, không giàu mà, vừa vừa đó. Vừa vừa đó, nhà đông anh em không? Trong được 3 anh em trai. 3 anh em trai? Dạ. Thế rồi là mỗi lúc mà đau ốm là các bác cũng chung nhau rồi góp tiền này. Dạ. Hỗ trợ hả? Dạ, anh em hồ nhiêu. Ừ. Thế cũng đỡ đần một phần nào hả? Dạ. Thế nhưng mà bây giờ mình thì người ta bảo là giàu cha giàu mẹ thì ham, giàu anh giàu chị thì ai làm lấy ăn. Có nghĩa là anh em thì rồi cũng giúp nhau được một cái phần nào đó thôi, cũng không thể giúp cả đời được. Dạ. Các anh các chị cũng còn phải lo cho con cái nữa. Thế là bây giờ chị đã có cái tính cái đường dài làm thế nào để mà có được cái thu nhập đều đều để mà lo cho các con ăn học không? Dạ, không ngồi bán để chờ để được từng mối thì từng đấy để chờ cũng có vốn trong tay thì chịu. Ừ. Có vốn thì làm được nhiều hơn á. Dạ. Ừ. Vốn là cần nhiều lắm không? Ví dụ như mình muốn bán, giống như muốn đậu một cái chỗ mà bán giống như bán cá hoặc ổ to hơn á. Ừ. Quay rau lớn hơn là vẫn có. Vậy anh em? Dạ vậy thì phải có cơ sở mà trả cho con mà. Một chắc không nuôi 4 người ăn rồi mà cơ sở mà trả. Ừ. Mai cho vay? Dạ. Ngân hàng cho vay? Ngân hàng vay 30 triệu mà 6-7 năm rồi mà chưa có nữa. Ừ. Chưa có trả. Tội nghiệp hả? Dạ. Đấu một ô ở chờ hết nhiều tiền không? Dạ 3-40 triệu thôi. 3-40 triệu á? Dạ một cái ô nhỏ nhỏ bán rau như họ đó 25-30 triệu tùy theo mặt tiền. Ừ. Dạ. Con có cái ngôi vậy sẽ dẫn là bán. Ừ. Hai mươi lăm đến 30 triệu là đấu được một cái ô. Dạ. Ừ. Con đấu một ô không? Đấu một ô đó là mình thời gian mình dùng được bao lâu? Rồi bữa chờ mới làm là 12 năm. Hả? Đấu khi mà đâu chờ làm xong xuôi là họ đấu 12 năm. Ừ. Dạ. Là 12 năm đấy. Thế mà khi mà mình đấu như thế xong là cơ hội tốt hơn phải không? Mà tùy theo chỗ mà mặt tiền thì đắt hơn mà chỗ nữa là ít tiền hơn. Ừ. Ai chà. Nhỏ à? Dạ. Ở đây có được hộ nghèo không? Rồi mấy ba cha, bốn cha con mẹ con ở này thì có được hộ nghèo không đấy? Dạ có, từ bữa em lấy chồng toàn là hộ nghèo à, chứ không có hộ giàu. Toàn là hộ nghèo á? Dạ, từ bữa lấy chồng thì chưa. À, hộ cần giàu? Toàn hộ nghèo thôi, từ lấy chồng 12 năm, 13 năm hộ nghèo hết. Hộ nghèo hết? Dạ. Nhưng mà xung quanh mình toàn nhà giàu, người ta gọi là hộ cần giàu hả? Dạ. Đừng nói hộ nghèo nữa hả? Nhọc thế cho này. Ai dạ. Thế có được tiền trợ cấp xã hội hàng tháng không anh Long?
Dạ, trong từ bữa đi viện nặng là như 3 năm, 3 năm, năm 2017 đi viện về là nặng quá, làm chế độ được 405 mà sống. Thì khi họ nhớ họ nói lên thị trấn làm là chế độ để nâng lên nữa là được có 500, 500 lẻ mấy á. Một tháng. Dạ. Hỗ trợ thêm từng đó. Dạ. Còn tiền nghe nói tiền nuôi dưỡng chế độ 208 nữa là thành 800. Trong một tháng được 800. Thì cũng một phần nào đó đỡ đần nhá. Dạ. 800 thì cũng không đủ tiền ăn bác hả? Cũng đủ. Rồi đến tiền tiền thuốc đi lấy thuốc tức là tiền kiếm đi được các loại luôn rồi anh ạ. Vâng. Nhọc thế cho nè. Nhìn là nghe câu chuyện mà hai vợ chồng anh chị kể mà thấy não nề quá, thấy buồn quá anh Long ạ. Thôi nhưng mà bây giờ cũng phải động viên vợ nhá. Hôm nay chị Hiền này, chị sinh năm mấy hả? Tầm 6. Tầm 6 à? Tầm 6 còn ít tuổi hơn anh đấy. Tầm 6 tuổi hộ này sướng. Tuổi dần đúng không? Tuổi dần, em là nghe câu là tuổi dần thì không mần cũng có. Tuổi dần có phải sướng không? Nó có. Hả? Hả? Mà làm từ sáng dậy 3 giờ 4 giờ đi kiếm làm đâu mà có tiền. Thì cứ dần dần là có. Tuổi dần mà dần là phải cứ dần dần, cứ phải từ từ nhá. Thôi cứ lạc quan đi, lạc quan đi. Ô, anh cũng tuổi dần à? Dạ, em cũng tuổi dần. Anh 74 à? 74. Ôi giời, tức là 2 dần. Hai dần là có nghĩa là dần dần. Thì có nghĩa là phải dần dần mới giàu được, chứ không thể nhanh được. Dần dần, cứ phải dần dần. Thôi hôm nay như này này. Hôm nay quý vị ạ, hôm nay thì Khánh gọi là tình cờ, bất ngờ thì biết đến cái câu chuyện của anh chị dần dần, có nghĩa là anh Long và chỗ chị Hiền ở đây. Rất là tội nghiệp. Ngay giữa trung tâm thị trấn mà bây giờ lại xuất hiện một cái hoàn cảnh nó cũng rất là đáng thương. Dạ. Thì hai cháu là bây giờ đang đi đâu mà không ở nhà? Dạ, một cháu có thứ bảy chủ nhật ra miền núi để ra miền núi để làm gì? Như để bác như dắt ba đi đi tập đi. Dạ. Bị tái biến đúng được. Ra để hỗ trợ bà tập đi. Dạ. Vâng. Mẹ mắc bạn đó thì con đi thay. Dạ. Thế còn cháu nữa? Con cháu là mẹ mới đi họp thập đỏ nên cháu đã bán rau cho mẹ ngoài chứ. Tức là bây giờ cháu đang ngồi canh rau ở đó. Thế thôi, thế thì để anh nói chuyện một chút xong rồi em ra mà bán rau đi để mà kiếm đồng bạc. Bây giờ sắp đến giờ là khách hàng đã mua nhiều rồi nhá. Quý vị ạ, ngày hôm nay thì Khánh tình cờ biết đến cái câu chuyện rất là đáng thương này thì cũng rất là tội nghiệp. Thì hôm nay Khánh xin phép được thay mặt cho các nhà hảo tâm, thay mặt cho các mạnh thường quân giúp đỡ cho anh chị đây một cái khoản tiền nho nhỏ để mong là sẽ một phần nào đó giúp cho em cùng với chồng là giảm bớt được một cái phần khó khăn trong cuộc sống nhá. Thì như lúc này đấy anh Long ạ. Như lúc này là nghe Hiền nói là bây giờ đấu một cái lô ngoài đó là khoảng tầm là 25 đến 30 triệu để mà buôn bán đấy. Cho nó thuận lời đấy, thì em thấy là cũng rất là hợp lý. Thì hôm nay này em thấy cái gia cảnh anh chị cũng rất là tội nghiệp. Bác thì bây giờ là bệnh tật thì ngày càng nhiều. Bệnh tiểu đường thì ngày càng nó xói mòn hết cơ thể của bác. Mắt thì mù, răng thì sún nữa rồi. Nhọc thế, không mần được cái chi cả. Đấy, một mình vợ mà gánh vác phải nuôi cả 4 cha con mẹ con thì cũng rất là cực nhọc. Anh ạ. Đấy, thì thôi thì bây giờ thân em là một cái người phụ nữ mà bây giờ mà trong một cái gia đình như thế thì cũng phải cố gắng lên Hiền nhá. Chứ đừng có bi quan. Đấy, lúc này mà anh nghe anh Long chia sẻ là em mặc dù là chồng ốm đau bệnh tật nhưng mà cũng rất là yêu thương chồng, như vậy là anh cũng rất là cảm động nhá. Thì hôm nay này anh Khánh thay mặt cho các nhà hảo tâm giúp đỡ cho vợ chồng em 20 triệu nhá. Em vay mượn thêm rồi mà đấu đi một cái lô ở ngoài chợ đấy để mà bán nhá. Có quyết tâm không? Có. Vay các chú các bác thêm 5 đến 10 triệu nữa để mà đấu một cái lô ở ngoài chợ đấy. Để mà bán rồi mà kiếm tiền mà nuôi con nhá. Quyết tâm không thì để anh thay mặt các mạnh thường quân giúp cho 20 triệu này. Quyết tâm đấu nhá. Ok, nếu em quyết tâm đấu thì anh sẽ thay mặt mọi người giúp cho em 20 triệu. Có không? Có chứ. Ok,
Thế thì đây là cái số tiền 20 triệu nhá. 20 triệu này, em cầm lấy. Anh thay mặt cho các nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước giúp đỡ cho em nhá, để mà là có được cái cuộc sống cho nó đỡ khó khăn vất vả hơn nhá. Ờ sao có em khi mà Khánh trao 20 triệu em Hiền xúc động quá quý vị, Khánh thấy là nước mắt rưng rưng này, tội nghiệp thế. Chắc là em Hiền cũng rất là nhiều cái cảm xúc. Em học rất thích, em biết đương nổi, nhưng em cảm ơn với trong anh để giúp em với trong em. Em là vừa là cứ đến tháng là phải chờ em dùng dây viên để khám sinh thuộc ra. Vâng. Một ngày một tháng mới rửa, cứ đầu tháng là bắt đầu chờ đi. Vâng. Đặc biệt thứ hai này đi tiệm đi. Vâng. Cứ chờ chuồng dưới nữa là lấy thuộc ra bắt đầu về trong là bắt đầu vừa đi bán mua đi. Còn em lấy thuộc trong là phải là chiều tiếp. Dạ dạ. Thôi, cố gắng lên anh Long nhá. Dạ. Rồi hôm nay nữa anh Long này, anh Long với là chỗ em Hiền này. À, lúc này thì anh trước khi mà anh đến đây đấy thì có nghe chỗ chị Huyền Anh đấy, chị Huyền Anh hàng xóm đây. Có nói là em có hai đứa con nhỏ cũng tội nghiệp. Vừa rồi thì chị Huyền Anh sang đây kéo ghế sang đây ngồi cho vui tí chị đấy. Thì sao quá thì mới mua cho hai thằng hai cái ấm. Ờ, anh cũng nghe nói là chị Huyền Anh vừa mua cho hai đứa con của em là hai bộ hai cái áo ấm ấy. Thì anh cũng thấy thương. Đâu? Ai đấy? Em ơi, màu đen đấy. Hai đứa con của em á? Ờ. Cháu đi vào đây, đi vào đây nào. Nó lại về đây rồi hả? Con cháu đi. Ờ. Cháu cô chủ đi có. Ờ, cháu đi đâu về đây? Ôi đi bán cho mẹ á? Sao mà đi bán cho mẹ mà bỏ về đây rồi? Mẹ bị nguy thôi, mẹ lại bị tí nó về. Ừ. Cháu tên là gì? Là Lê Mạnh Cường. Lê Mạnh Cường á? Ừ. Ồ, tên Mạnh Cường. Đã Cường rồi còn Mạnh nữa. Cháu sau này sẽ trưởng thành và sẽ thành công trong cuộc sống nhé. Ừ. Thôi, này, hôm nay này. Hôm nay là... Chị chọn cho mẹ chín ha. Hôm nay đấy, lúc này thì em nghe chỗ, ôi giời, quý vị chúng ta nhìn này, cái kính cũng, cái bàn cũng không có được nổi một cái kính để lắp lên cho nó đàng hoàng nữa, bể tùm lum tà la này, thế chết chưa này. Ôi giời ơi, bây giờ đừng có dùng cái đồ bể này nữa, nó kiêng lắm. Bây giờ cắt tấm kính này là nó khoảng tầm, chắc khoảng tầm 200 nghìn thôi, nhá. Thôi thì anh lúc này anh đưa 20 triệu đó, ngày mai em bỏ ra 200 nghìn, em cắt cái tấm kính này đi. Đừng có dùng cái đồ bể này trong nhà nó nhá. Nó cái phong thủy nó không được tốt. Hiền ha. Rồi, thì lúc này đấy. Anh nghe chị Hiền Anh nói rằng là em có hai đứa con là một đứa học lớp 8, đứa học lớp 5. Nhá, thì anh soàn ra có mấy cái bộ áo quần đây. Anh tặng cho con của em, anh thay mặt cho nhà hảo tâm tặng cho con của em. Thì đây là cái món quà của chị Lê Thị Hiên. Hiện nay thì đang sinh sống ở bên Đức ấy. Chị có gửi về cho anh một số bộ áo quần rất là đang còn mới con luôn. Ở bên Đức gửi về đấy. Hàng này là hàng cực kỳ tuyệt vời luôn đấy em nhá. Đấy thì anh lấy anh thay mặt cho chị Lê Thị Hiên tặng cho hai đứa con của em là ít bộ áo quần. Thì riêng cái thằng lớn là chỉ được một cái áo này thôi. Này áo còn mới còn tem này. Thấy chưa? Áo này là 45 euro đây em. 45 euro là nó tương đương với hơn 1 triệu đồng đấy. Riêng một cái áo này. Thấy chưa? Cái áo này nhìn như tính ra tiền Việt Nam hơn 1 triệu đấy. Tốt lắm nhá. Thì con lớn thì đứa lớn thì vì là không có cỡ, chỉ còn được một cái này thôi. Cái áo này áo thu đông mặc rất là ấm nhá. Em cất để mà đưa cho con này. Thế còn Mạnh Cường đâu rồi? Đây là hai, đây là riêng Mạnh Cường đấy. Thì đứng dậy nào, đi lại đây nào. Mạnh Cường đấy thì chú tròn cho được hai bộ áo hoặc vừa không? Thử nó, thử cởi cái áo này ra thử vừa. Không mặc áo trong được đâu, phải lo gì. Đây cái này chị này, cái này cũng là đang còn mới con đấy nhá. Ôi giời, sao mà người nó mà sao mà xèo trước đây đấy? Thứ hai tuổi mẹ làm bồng. Thứ hai tuổi mẹ làm bồng á? Bồng đùm một á về cấp bồng lưng rồi. Ôi giời, cái cá mặt bịp lên đi chú. Ồ, đứng sau lưng mà mẹ bưng nồi canh à? Dạ, đi chân đất nghe nên mẹ. Ôi giời ơi, tội nghiệp cháu thế.
Nào cháu thử mặc cái áo này vào xem vừa không? Áo này áo thu đông. Áo thu đông mặc sát sát người cho nó ấm. Ôi giời, Mạnh Cường tội nghiệp thế. Rồi hơi nhỏ, hơi nhỏ đúng không? Vừa. Hả? Vừa. Có lấy không? Lấy. Không hỏi thật, nếu mà chật thì thôi. Được không? Có mặc không Mạnh Cường? Hả? Cháu mặc ở trong cho nó ấm. Nào, nhìn lên này. Đẹp trai quá. Được chưa? Rồi. Áo bên nước ngoài nó kiểu đấy. Đó, ở bên Đức thì có thêm một bộ này nữa này. Đấy, hai cái áo. Hai cái áo, cái này đấy, được chưa? Có vừa có lấy không? Có ha. Rồi về mùa đông mặc cho ấm ở trên này lành lắm. Rồi hai cái quần này nữa này. Hai quần sọc lưng này để chạy mà đi đá bóng này. Đấy, ok chưa? Này. Đẹp không? Đấy, đây là của cô Lê Thị Hiên ở bên Đức ấy. Cháu thích không? Thích thì bây giờ cảm ơn cô Hiên một chút cho nó rực rỡ này. Cháu cảm ơn. Cháu cảm ơn cô. Cảm ơn cô Hiên nhá. Ở bên Đức nhá. Rồi. Ok. Đấy. Thì đấy, bỏ bao đi, bỏ bao rồi là tối tắm xong rồi mặc hả? Thôi, bây giờ chào cả nhà nhé. Rồi, ok, bắt tay cả nhà cái để về hả? Hả? Dạ, em cảm ơn. Đây. Ok, tiền cất này, nhá. Rồi, cố gắng nhé, đấu nhá. Bữa sau anh lên mà thấy mà chưa đấu là Mạnh Thường Quân người ta sẽ không giúp nữa đâu. Em ghé qua thăm hỏi gia đình anh chị một chút là như vậy nhá. Dạ. Rồi, em bây giờ cũng có việc, em phải đi nhá. Dạ. Tôi chúc cho bác Long là cũng lạc quan yêu đời lên nhá. Dạ. Chúc cho chỗ em Hiền thì mạnh mẽ, tự tin để mà làm việc, mà mưu sinh cuộc sống nhá. Dạ. Và vì là cái quãng đường lên đây cũng rất là xa xôi, cho nên là có thể là Khánh sẽ không quay trở lại đây, sẽ rất là ít khi có duyên để quay trở lại đây nhá. Chính vì thế cho nên là có cô chú anh chị nào mà chúng ta có duyên biết đến hoàn cảnh chỗ anh Long và chỗ em Hiền ở đây đấy, mà quý vị chúng ta có những cái tình cảm muốn chia sẻ với gia đình đấy, thì quý vị chúng ta có thể liên hệ trực tiếp với em Hiền thông qua số điện thoại em Hiền có thể đọc cho mọi người nghe. 0858514328. Em đọc lại một lần nữa, đọc chậm chậm đó. Số điện thoại của em là 0858514328. Đó là số điện thoại của em. Và địa chỉ ở họ tên là gì? Dạ, họ tên Cao Thị Hiên, địa chỉ tiểu khu 3, thị trấn Đông Lý. Huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Dạ. Rồi ok. Đó là những cái thông tin của em Hiền cùng với chỗ là anh Long ở đây. Quý vị nào mà chúng ta có những tình cảm thì chúng ta có thể chia sẻ liên hệ trực tiếp với gia đình của anh chị quý vị nhé. Cảm ơn tất cả các Mạnh Thường Quân, chúng ta đã có những cái tình cảm đặc biệt và đồng hành cùng với Khánh trong suốt thời gian vừa qua để giúp đỡ cho những cái mảnh đời kém may mắn. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và trong ít phút vừa rồi thì Khánh cũng rất là cảm ơn toàn thể quý khán giả chúng ta đã theo dõi video cũng như là trò chuyện cùng với Khánh. Và Khánh rất là mong muốn rằng sẽ đón nhận được những lời chia sẻ, những cái comment của quý vị trong video này cùng với Khánh ạ. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Còn bây giờ thì Khánh xin kết thúc video này ở đây. Xin chào cả nhà nhé. Yeah. Khánh xin chào toàn thể quý vị. Dạ. Chào cả nhà nhé. Yeah.